Nàng Phương Hằng á nói mà ngài nàng không có chấm phết. Ngài nói Phương Hằng tôi không quất thì thôi, mà Phương Hằng tôi một khi đã quất thì không chợt quý vị. Mà ngài nàng nói ngay cái tên của Thích Minh Tuệ, nên cộng đồng mạng người ta mới dậy sóng lên. Không biết bà này báo quốc ông sư Thích Minh Tuệ như thế nào mà quốc thì không chợt. Rồi đó thì cái ngày nàng nói thì ngày 13 tháng 10 tới ngày 17 tháng 10 thì nàng lên nàng nói là tôi với thầy Thích Minh Tuệ là nước sông không phạm nước giếng, tại vì tôi là một danh nhân còn ngài là một nhà tu, thì giữa tôi chúng tôi là nước sông không phạm nước giếng. Nhưng mà quốc không chợt thì tới ngày 20 tháng 10 nàng Phương Hằng sẽ nói là quốc không chợt là quốc ai, mà ai là người ở đứng sau lưng của thầy Thích Minh Tuệ. Thì hồi hôm hôm tôi có bắt trực tiếp em Phương Hằng nói với cộng đồng mạng như thế này, nói có một cái bà nào đó lỡ nói với Phương Hằng là em hãy với chị hãy đi giải cứu thầy Thích Minh Tuệ, tại vì để giải cứu thầy Thích Minh Tuệ rồi đứng lên lật đổ chánh quyền. Thì cái chuyện đó không biết như thế nào, em nói như thế nào, tại sao em là một người công dân của Việt Nam, em yêu nước yêu dân, em thường nói là em đi ở tù vì nhân dân vì đất nước, tại sao lúc đó em quay bà đó được mà em không điện cho công an để hộp đầu bà đó, coi bà đó là ai mà dám nói như vậy. Ủa còn thầy Thích Minh Tuệ thì em không có giải bài gì thầy Thích Minh Tuệ hết, nên cộng đồng mạng người ta mới bức xúc thôi. Rồi em nói người ta mới nói vậy lên dãy đồng đột. Thưa em, tại vì lời nói của mình không có chấm phết, mình nói không có ngần có ngữ, thành thử ra người ta cộng đồng mạng người ta mới xôn xao, chứ không phải mắc mớ gì người ta mới xôn xao. Khi mà em ra khỏi T30 thì em với Quỳnh Phi Dũng rút 25 tỷ để cho đồng bào miền Bắc miền Trung của mình, thì cộng đồng mạng người ta đã tôn hai vợ chồng em là tột đỉnh rồi, không có cái chữ hơn nào mà qua vợ chồng em hết. Tại vì có nhiều người người ta giàu hơn em nữa mà người ta chưa làm được việc như vậy, thì cộng đồng mạng người ta tôn em là một bậc không phải là tầm thường. Cả tới chị cũng là fan hâm mộ của em từ dạo đó tới bây giờ, từ cái ngày mà trước khi mà em đưa vô T30, chị cũng là người hâm mộ em. Nhưng mà khi mà em nói với thầy Thích Minh Tuệ em quất là không chợt, thì chị cũng có hơi quay lưng với em. Nhưng mà hồi đêm hôm em giải bài thì coi như cộng đồng mạng cũng chưa thỏa đáng dữ lắm, nên em phải nói như thế nào gặp chị đó ha. Tại vì em chứ gặp chị là chị điện cho công an là cầm đầu cái bà đó rồi, chứ không phải đợi tới ngày 20 tháng 10 này em mới nói. Thì công an ta biết có biết được bà đó không đó. Rồi người ta quy chụp như thế nào là chuyện của công an người ta. Nhưng mà em biết là thầy Thích Minh Tuệ ra đi cũng phải có công an người ta theo dõi, người ta nắm theo cái đường lối của ổng hết rồi. Xin lỗi, người ta nắm được một, người ta lãnh đạo một cái quốc gia được thì người ta phải nắm cái tôn giáo của mình được. Đó. Nếu mà ông sai chặt, người ta đã vô cuộc rồi, chứ không phải là không đâu. Đó. Mình cần gì phải quy chụp những cái người như vậy, thay vì ổng không biết em mà em cũng chưa biết ổng, thì đừng nên quy chụp ổng để làm gì. Mình trở thành một cái người, em tự xưng là mình người ở đỉnh cao, không có lý nào tôi phải đâm mặt xuống. Thành thử ra mình phải, cái hình tượng mình đang tốt đẹp trên cái thế giới này, em với Thích Minh Tuệ thì cũng tương đương với nhau đó. Tại vì em là một doanh nhân, em làm, em bố thí được cái gì từ thiện thì người ta thương, người ta khen em. Còn ông Thích Minh Tuệ mình á, ổng nằm ở bên cái tôn giáo, ổng đang làm đạo, thì giữa hai người song song với nhau, mình phải giữ cái giá trị với nhau để tôn trọng lẫn nhau. Đừng nghe lời ai mà phỉ báng ngài để rồi người ta quay lưng với mình. Bây giờ quả từ miệng mà ra, tại vì mình nói sai mình mới bị quả. Còn nếu mình nói đúng thì mình sẽ có phước. Thay vì bây giờ mình bỏ tiền của ra để giúp đỡ những mảnh đời người ta nói là thiếu hụt đi, chứ không dám nói là ta kém phước. Tại vì trồng từ bi thì hưởng trái từ bi, mà gieo bạo ác thì lên cây bạo ác. Nên mình đừng có khiển trách ai, mình cho mình cũng đừng kể. Tại vì cho thì thế giới này ta đã biết hết trơn rồi, người ta đã tôn mình được cái bực nào rồi. Nhưng mà đừng tự mãn, đừng kiêu căng nữa, thành thử ra nó mới là tốt. Còn thí dụ bây giờ mình cho 5 kg gạo mình gặp ai mình cũng kể hết thì nó rớt từ từ hết quý vị. Nó sẽ còn không có còn đúng 5 kg gạo. Mà quý vị cho đó
có người 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 ta cho đó, người ta âm thầm người ta cho, người ta chờ cái người nào mà mảnh đời đau khổ người ta cho. Nói chứ người ta không có phát phiếu làm gầm gỗ này kia, nhiều khi người ta lợi lãnh, người ta bán rẻ bán mắc này kia, nó cũng uổng cho cái tiền của mình. Nên quý vị thấy cái người nào nghèo quý vị cứ cho, như Quỳnh Phi Dũng, Nguyễn Phương Hằng làm cái chuyện 25 tỷ là cộng đồng mạng trên thế giới người ta đã ca tụng hai vợ chồng em là tột đỉnh rồi, không có còn cái gì để mà nói nữa hết trơn. Mà em làm trái tim hàng hũ nè, hay là hôm dịch thì em đã mua bao nhiêu oxy để cho dân chúng người ta thở thì đó thì cũng được rồi. Nhưng mà nó hơi thắt thốt một cái là chỗ này, cái chỗ Phi Nhung mà chết đó, em cũng không để cho người ta yên. Thì chị khuyên em từ gặp tới cái người chết đã yên rồi một kiếp rồi, người sống còn tái tiếp noi gương đó, thì lòng thành thấp một tầng hương thôi cũng được rồi. Thành thử ra cái người chết thôi em bỏ qua cho người ta đi, cấp đó em cũng hơi dậy sống chỗ đó. Nên mình đừng có làm cho cái hình tượng mình nó bị mất, tại vì thay dưỡng hình tượng thì lâu lắm mới được cái hình tượng, mà đập phá hình tượng thì nó dễ lắm. Quý vị thấy không, như mấy ông xàm của mình đấy, ra phỉ bán nào là mặc áo phân lô bán nền, đạo ăn xin, đạo đầu đường xó chợ gì hết. Nói thì cộng đồng mạng người ta cũng trở mặt với những cái vị tu hành mà nói chuyện không đúng với chánh pháp của nhà Phật, hay là những vị mà chê Tích Minh Tệ thì cũng đã trả nghiệp trùng trùng điệp điệp. Tôi thấy có một cái người trả nghiệp là cái ông này, ông đang bán mì với hủ tiếu phở đó quý vị. Ông chỉ nói về thầy Thích Minh Tệ có hai ngày thôi, mà ông nói cái quán mì hủ tiếu của ông trong một tuần lễ là sập tiệm luôn quý vị. Nên ông kiếm thầy Thích Minh Tệ để trả lỗi mà không bao giờ kiếm được. Ông đi thì không có gặp thầy Thích Minh Tệ. Cả cái nước ngoài người ta bên Úc, bên Mỹ về người ta để đảnh lễ ngài mà có khi không gặp ngài nữa. Tại vì duyên lành mới gõ được khùng điên, chẳng qua kiếp kiếp thiện duyên hụt phần. Chứ không phải ai muốn gặp là gặp đâu, mà mình may duyên mình gặp thì nên tôn trọng những người tu hành mà người ta không thọ dụng tiền bạc. Đừng quy chụp người ta về một cái góc độ nào đủ thứ hết trơn thì nó không có tốt đâu. Mình chưa biết ông là ai thì đừng quy chụp cho ông là phản động, phản đất nước gì tùm lum trên. Tại vì công an ta cũng theo dõi, người ta theo dõi từ đường tơ kẻ tóc của mình, có mình làm cái chuyện gì đúng, cái chuyện gì sai. Công an á, người ta đã nắm rõ hết trơn rồi, người ta mới theo ủng hộ ông. Thí dụ chỗ nào mà đi mà hơi rối loạn an ninh thì công an người ta cũng sắp xếp thứ tự hết trơn rồi, không phải cần gì để mình nói đó. Mà mình có lên mình quy chụp ổng cỡ nào đi nữa thì ổng dẫn ra là ổng, mà mình thì dẫn ra mình. Chứ không thể mà nói mình quy chụp người ta vậy là người ta như vậy đâu. Nên quý vị hãy trở về nội tâm của mình. Nếu ổng làm tốt thì quý vị khen, mà ổng làm xấu quý vị cứ báo với công an đi. Đó, cái người nào làm chặt thì mình báo với lãnh đạo đất nước của mình để ra tay trừng trị những cái người mà muốn phá gối trị an, phá gối đất nước. Hồi đêm hôm này Nguyễn Phương Hằng á, khẳng định với quý vị trên cộng đồng mạng là từ ngày sắp tới nàng không lên để mà livestream nữa. Thì đây là lần thứ hai mà Nguyễn Phương Hằng nói nha. Xin Nguyễn Phương Hằng hãy gắng giữ lời để cho xã hội này được yên bình. Tại vì có em về hổng gài là cộng đồng mạng dậy sống là vì em đó, chứ không phải là không có đâu. Nên em không livestream nữa thì em lo cho gia đình là tốt đó, chuyện tốt đó. Rồi em nói ông Quỳnh Phi Dũng khẳng định là tâm linh là có thật. Ông Quỳnh Phi Dũng khẳng định là chiều nay em livestream thì sẽ có chặn mưa. Quỳnh Phi Dũng nói đúng tuyệt vời theo em nói, chứ ở cộng đồng mạng người ta chưa xác định. Nên dầu của mình có là một cái tâm linh nào mà cao cả, nhìn biết thấu hiểu gì về cái sự trên đời này, mình cũng đừng nên thấu lộ. Tại vì thiên cơ thì bất khả lậu, mà em lậu nhiều quá thì nó không còn phải là thiên cơ nữa. Đó. Mình đừng có nói là mình là ai trở lợi chứ, mình chỉ nói là mình là người phàm đi, đang tu để giải mã cho cuộc đời. Nhưng Thích Minh Tệ nói con chỉ là một người công dân của đất Việt thôi, tu để giải mã cho cuộc đời, tu để cứu khổ cho cha mẹ. Mà quý vị quy chụp ông là người không hiếu thảo này kia đủ thứ trên đời chứ. Tại sao biết ta không hiếu thảo? Người ta đi tu để người ta đắc đạo, ta trở lại cứu vớt dòng họ tổ tiên người ta tới bảy đời, về cực lạc cảnh thơ an dưỡng, ấy là ngài ban thưởng công phu. Tại sao biết ta không hiếu thảo? Người ta đã sinh rồi, cha mẹ người ta rồi. Đừng bao giờ thốt lên những cái lời này nữa. Nghe những cái lời này thì nó hơi trái chiều đó quý vị. Thành thử ra xin quý vị cộng đồng mạng đừng nói về ngài nữa. Đừng nói ngài không có hiểu lầm đúng đâu. Nói ngày xưa Đức Phật Thích Ca ngài cũng bỏ cung vàng điện học ngài đi vậy. Khi mà ngài đắc đạo thì trở lại cứu ông vua Tịnh Phận Vương và hoàng hậu Ma Gia chứ sao không có được. Phải không? Mình ở nhà mình phò cha mẹ mình hoài thì mình cũng đâu có đắc đạo. Đó.
cái bậc thánh nhân thì người ta phải tìm cái lối thoát mà nó cao thượng hơn nữa, chứ không phải tìm cái lối thoát mà giản dị bình dân như cái người trên đời hoài đó. Thành thử ra nên quý vị đừng quy chụp ngài chỗ đó, tại quý vị không hiểu mà quý vị quy chụp người ta. Chứ nó có hai cái dạng mà hiếu, hiếu xuất thế gian và hiếu tại thế gian, cũng như cha mẹ tại đường Tăng Long Phước Thọ, cha mẹ quá khứ trực giảng Tây Phương. Quý vị thích cha mẹ mình trực giảng Tây Phương hay thích cha mẹ mình ngồi ở tại thế gian này đó. Thành thử ra mình phải nghiệm xét hai đường tà chánh trước khi nói, phải lựa lời. Nên quý vị hãy tiếp tục làm những chuyện mà Đức Phật chỉ dạy đi quý vị, rồi đừng có quy chụp ai là sống sao hết, cái kệ người ta. Bây giờ ta tu thì ta đắc, mà ta làm tội thì ta hưởng, chứ không có, mình không có thay thế người ta được, mình không có hưởng, mình không có là lãnh cái tội người ta được. Nên Đức Phật mới nói là cầu sinh lại lục là ma dạy người đó. Đức Phật không có xài mình, nếu mình làm tội mà mình vô mình sinh mà được á, thì người ngoài người ta tiếp tục làm tội để người ta xin tội người ta cũng không được đâu. Tội với phước xét coi nhiều bận, mới khỏi lầm tà kiến đem vào. Chánh tư duy mục ấy thanh cao, hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ. Trên cùng dưới dầu thầy hay tớ, cũng phải giữ điều chân chánh mấy màu. Việc vui sai mèo mã đâu đâu, hãy dẹp gác nhớ câu luật tự. Nó thành thử ra quý vị từ ngày sắp tới quý vị hãy trở về nội tâm đi, rồi đó mình tu tại gia đi, không có cái gì là sai trơn. Quý vị ngồi ở đâu thì tâm quý vị đang trụ cái đó đó. Nó phướng không động mà gió không động, tại tâm mình động thôi. Nó nếu mình đi nhiều quá thì mình gặp những cái chuyện mà trái chiều thì tâm mình nó phải động thôi. Nó thành thử ra mình phải thiền định lại, mình đi thì đi, lúc nào mình ở không thì mình thiền định lại. Quý vị ơi, cảnh thảm khổ chiều mai sẽ đến, sao vẫn còn chiếu mến chàng mê. Đó, mắt nhìn ngoại quốc thẩm thê, nam ban cảnh khổ cũng kề bên tai. Thưa quý vị, thầy cho biết Bắc Nam một dải sang hà, mồ hôi giọt máu ông cha tài buồn. Trải qua cũng lắm hồi giận bỉ, rồi anh em tráng sĩ đứng lên, liều mình đục phá sông tên, liều mình giết giặc xây nền tự do. Quý vị thấy như bài Võ Thị Sáu của mình không? Chết có mười mấy tuổi à, mà chẳng thà chết chứ không bán rẻ nước đô chúng ta, không tiết lộ gì. Thời điểm đó bộ đội ta đang trú ngụ ở đâu cho tụi Pháp biết đó, nên bà mới lưu danh sách sử. Gái anh hùng xưa có dương dương, đuổi quân Tàu cứu vớt quê hương, rửa sông Hận thù chồng dốc cả quý vị. Nên Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy chúng ta, Nam Kỳ không phải sống riêng mà còn cung cấp cho miền Bắc chung đó. Quân đội Nhật cần dùng lương thảo cũng phải ăn lúa gạo Nam Kỳ, ta còn ngần ngại nổi chi mà không cày cấy kịp thì bới dân đó. Tại vì khi mà Pháp nó đô hộ chúng ta, nó chia rẽ đất nước Việt Nam chúng ta ra ba miền Bắc Trung Nam, chứ chúng ta là một dải sang hà thôi quý vị. Cũng da đỏ, cũng máu chảy ruột mềm quý vị. Thay vì quý vị thấy đồng bào miền Bắc miền Trung mình vừa rồi chặn bão số 3 thì mình cũng rất đau buồn. Gặp mấy cái đứa em mà cha mẹ chết hết, nó đang đi tìm thì mọi người coi thì cũng phải rớt nước mắt. Nó thay vì bây giờ đồng bào miền Nam mình bị vậy thì đồng bào miền Bắc mình cũng đau khổ như vậy. Nên mình đừng có bỏ với nhau quý vị. Nên hai vợ chồng Nguyễn Phi Dũng, bà Nguyễn Phương Hằng, ông Quỳnh Phi Dũng làm được một chuyện tốt thì người ta đã tôn trọng rồi. Em với Nguyễn hãy giữ cái giá trị của mình cao đẹp đó để cho cộng đồng mạng người ta tôn dương mình nữa. Em đừng bao giờ nên nói những đụng chạm những các sư tu hành chân chánh nữa. Còn các a vị mà sư hồi đó tới giờ em lầm tưởng thì em hãy bỏ họ xuống ống cống đi đó. Đừng lên nói để khiêu khích những người mà người ta chơi vị chân tu, rồi cộng đồng mạng người ta quay xe người ta chở dán với em thì cũng đúng chứ không có là sai. Tại mình nói sai nên người ta mới chở mặt. Nên chị phiên em hãy tiếp tục làm những chuyện từ thiện mà vợ chồng em có đủ khả năng. Người ta đã tôn dương mình rồi, hãy giữ cái hình tượng đó đi để cho người ta được kính bái mình. Đừng nói nữa mà cái hình tượng mình nó bị sức mẻ. Nhưng mà ta quay xe thì mình phải nhận xét coi mình đúng chỗ nào và mình sai chặt chỗ nào, để mình trở thành một con người hoàn hảo, lương thiện, hoàn mỹ. Cái chuyện mình làm từ thiện là hoàn hảo rồi, mà mình dùng những cái cam ngôn bỉ từ mà mình nói nữa về những bậc chân sư mà tu hành chân chánh thì mình sẽ được người ta tôn hơn nữa. Đó. Nên ở đây xin cảm kích em và phiên em thôi, chứ không có lấy cái gì mà để xóa mọ em. Không có dùng cái từ đó.
để cho em trở thành một người hoàn hảo. Tại vì em nói em là người ở đứng ở đỉnh cao rồi, thì mình phải làm như sao cho người ta biết mình là cái người ở đỉnh cao, nó không có phải cúi xuống. Em đừng có nghe một lũ sàm tăng nào hết để quy chụp ngài Thích Minh Tuệ, không có đúng đâu. Tại vì cái lũ sàm tăng thì lúc nào nó cũng phải là mượn cái danh từ sấy đậu thành 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 binh rồi đó, thành thử nó mượn cái tiếng nói của em để mà quy chụp ông, chứ nói thì không giật được ổng rồi. Tại vì ổng đâu có nói cái gì đâu mà quy chụp ổng được đó. Mình mới ở đỉnh cao mà em vừa nói, chứ cái đỉnh cao này em tự phong cho em thì cũng chưa có đúng lắm, nhưng mà phải để cho cộng đồng mạng người ta tự tôn mình mới đúng. Tại vì mình tự vẽ mùa đeo thì nó cũng không có được cho hoàn hảo lắm, nên mình phải để cho người ta tôn mình nó mới có vẻ. Như bây giờ ở chòm sớm nè, dầu chị có tôn chị hay là cái gì đi nữa thì Đệ Dũng cũng biết chị là ai rồi, phải không? Đệ Dũng cũng đâu có thèm dòm tới chị đó. Nhưng mà để cho cộng đồng mạng người ta tôn mình, cái bản hiệu của mình nó mới được là trường tồn vĩnh viễn. Còn mình tự vẽ lên, tự vẽ cái hình tượng của mình, tự vẽ bùa để mình đeo thì nó không có được tốt lắm. Nên thưa quý vị cộng đồng mạng, quý vị nên có tiền thì hãy mở hồ bao bố thí đi. Tại vì đời này nó mỏng tợ màng thưa rồi, quý vị thấy không? Đến việc ly kỳ cũng thả trôi sông, du lịch trôi như bèo, 5-7 tỷ một chiếc không quý vị, chứ không phải 100-200 triệu hay 100-20 ngàn gì đâu. Nên quý vị hãy mở ra mình nhìn, để rồi mình bố thí để làm gì? Bố thí để mình lập công bồi đức, để mình về Phật, về cực lạc thảnh thơ an dưỡng, ấy là ngày ban thưởng công tu. Nên quý vị hãy tiếp tục làm những hạnh mà tốt của những người người ta mở hồ bao ra bố thí. Dạ, dầu đồng chị. Tiền đó người ta tạo từ đâu cũng được, nhưng mà miễn người ta bố thí là được rồi. Nó còn Phật có nói là Phật có dạy là hãy tìm kiếm cái không mà có đó, thì nhờ chị chia sẻ cái không mới có. Cái không là cái gì? Mình bỏ tất cả để rồi mình có tất cả. Như Đức Phật Thích Ca ngày xưa, ngài sắp sửa lên ngôi làm hoàng thượng đó, ngài bỏ ông bà Đề Đạt Đa là chú bắt buộc đó. Thằng thái tử này nó khùng, chú mình sắp sửa cho ông ngay vua mà nó không chịu. Nói bây giờ làm vua thì cũng phải chết thôi quý vị, nhưng mà chỉ có làm Phật là không chết thôi, trường tồn vĩnh viễn. Trong 2600 năm người ta vẫn tôn trọng ngài, cả thế giới này người ta vẫn tôn trọng ngài đó, như vậy đó. Chứ vua thì cũng phải chết thôi đó, thành thử ra cái ông vua cũng phải bỏ xác. Chỉ có ông Phật mà vĩnh viễn trường tồn. Nên mình hãy tiếp tục noi gương của Đức Phật và Đức Thầy chỉ dạy mình. Người ta nói gì kệ người ta, tuy ngày nay chúng nó hùng cường, nhưng mà từng phân định thì ta cao quý. Phiên bổn đạo lập thân nuôi trí, đặng chờ ngày ý kiến Phật trời. Quá yêu danh cạn cỏ lời, chứ nào có ngạo kia tăng chúng. Coi tâm kệ làm theo mấy chúng, để lạc lầm lắm bớ tăng đồ. Nên quý vị đừng lạc lầm nữa, quý vị đừng có tự mãn nữa, đừng có kêu căng nữa. Mình là ai thì thế giới này người ta cũng đã biết rồi. Nó hai bên vai giác của mình làm đúng hay sai, người ta đã có ghi chép và lưỡng thần ghi chép liên miên. Nào tội nào phước đến mình dưới miền trần gian. Ngài mới đem cái sổ sách này tâu qua Ngọc Đế Thượng Hoàng. Dương trần hung ác đa đôn quá nhiều. Nó thành thử ra mình phải làm gì đi. Còn cái đồng tiền của mình mà cho những cái người mà thiếu hụt đó, cái cũng như là lá gành lành đùm lá gách đó, thì cái đồng tiền đó nó sẽ cao thượng và phước báo vô lượng quý vị. Nên quý vị hãy ủng hộ những người cơ nhở, những cái chùa nào mà nghèo. Quý vị đừng có chống lại là đừng có đi chùa không có cúng dường nữa thì không đúng. Tại vì ở trong cái chùa đó đó, một ông làm sai nhưng mà 9-10 người ta làm đúng trong đó đó quý vị. Nhưng mà cái vị mà làm đúng đó thì không có tiếng nói, nên người ta không có phát láo được ở trên cộng đồng mạng, nên quý vị không hiểu người ta. Nên mình hãy cúng vô vào cái thùng công đức, để người ta muốn làm gì người ta làm, còn ai thụ kết thì người đó tội chịu vậy đó. Chứ quý vị đừng có bỏ mấy ông đó thì cũng tội nghiệp mấy ông, thì nó có vậy đó. Tại vì nếu mà đường đời bằng phẳng hết thì anh hùng hầu kiệt có hơn ai. Những vị tu phải trải qua nhiều cuộc sỏi sành cay đắng như vậy. Như ngày xưa khi mà Đức Quỳnh giáo chủ của mình cũng trải qua là 7 năm 10 tháng là 7 ngày bị tụi Pháp bây giờ đi hết chỗ này tới chỗ nọ, rồi nó cho ông vô cho cột ăn này kia uống hết xít đồ đủ thứ. Nhưng mà càng đi càng biết nhiều nơi, càng đem chân lý tuyệt vời phổ thông. Người khùng chí lại cùng ngông, cớ sao thấy cuộc lão thông cũng kỳ. Tại vì Phật thì phải gian trưng như vậy đó mới gọi là bậc thánh nhân được. Còn nếu mình ngồi một chỗ
mình ngồi nhà mát mà hướng bát vàng tay thì phân phát nhận tiền hoài thì mình đâu có được thành cái bậc thánh được, đâu bậc thành bậc Phật được đó. Quý vị thấy không, như Đức Phật thầy Tây An mình 7 năm hoằng quá độ sanh linh đắc diệt trùng trùng khổ chiến chinh, chữ kiếp năm đời khai chánh pháp vung vuông hành đạo kiến thanh bình đó. Quý vị thấy không, không có vị giáo chủ nào mà ra đời không bị gian cưng chứ. Như Đức Phật Thích Ca ngày xưa đó, ngài đi đến cái một cái địa phương đó thì người ta gãi gai được cho ngài thì dậm đạp lên, bị ngài đi đâu có mang dép gì đâu, thì cũng như ông Thích Minh Tuệ mình đầu đội chờ chân đạp đất gì đó. Nhưng mà ngày xưa thì cái sức nóng nó không phải như đường lộ bây giờ, các vị đó đi thì cũng như là đi dưới đất cát thôi thì nó không có sức nóng nhiều. Còn bây giờ cái đường lộ của mình á, người ta tráng xi măng đổ nhựa. Quý vị thấy cái đường lộ mà 30 độ C, 40 độ C này kia thì sức nóng như thế nào, quý vị bước ra một giây thôi là phỏng giò liền đó quý vị. Thành thử ra nói vậy đó, phải nhổi nhà trải qua nhiều giai đoạn thử thách như vậy. Những cái vị mà ngồi nhà mát hưởng bát vàng rồi phát láo này kia là điều huyễn hoặc, nói những điều thất thiệt không đúng với chánh pháp giáo lý của Đức Phật Đức Thầy, thì những người đó không bao giờ được đắc đạo. Tôi dám khẳng định với quý vị, những vị tăng mà bố láo đó không bao giờ đắc đạo. Ông phải đi ra đời để cứu khổ ban vui cho người ta. Nó như ngài Thích Minh Tuệ mình, mấy em thấy không, ổng thì về làn da sạm nắng nhưng mà lúc nào cũng nở nụ cười trên môi hết trơn, quý vị thấy không đó. Có ai làm được chuyện đó, chỉ có ông thôi đó. Nên mình làm không được phải tôn người ta, đừng phỉ báng người ta mà vô tội dạ như vậy thì mình có tội đó. Tại vì mình phỉ báng một vị chơn tu là mình mắc tội nhiều dữ lắm, còn phỉ báng những vị sàm tăng thì không có lỗi gì hết. Đức Phật cho phép chẳng có vị có dung kẻ quấy. Cuộc sám hối vô chùa thường thấy làm gian lừa biết mấy nhiêu lần, thì phỉ báng những cái người gian lừa, những cái người giả trá đó thì quý vị không có tội đâu. Còn quý vị mà đụng tới bậc thánh nhân công lao chẳng chán thì quý vị vô tùng tội luôn quý vị. Nên quý vị ở đây, tôi xin mạn phép bữa nay xin quý vị đừng bao giờ xúc phạm tới thầy Thích Minh Tuệ của mình nữa. Nó thành thử ra cái nào ông đúng thì cho ông đúng, cái nào ông sai hãy cho ông sai. Đừng có nói đùa nói đại rồi mang tội. Đừng có quy chụp người ta rồi về rồi lật ngược dán cờ, không có được đâu. Ngày hôm qua tôi có coi trên mạng thì có một vị này quay sư Thích Minh Tuệ, ngài đưa lên TikTok chứ không phải là anh YouTube nha. Quay thì có một cái anh ăn chơi cát tán này lại đảnh lễ Thích Minh Tuệ là con lại ông. Từ ngày con gặp ông tới bây giờ con quay đầu lại, con không còn phá cha mẹ con nữa, là không phá chồng xóm, mà con không quậy xóm làng nữa. Con xin lại ông về cái hạnh của ông mà con nhặt được, thì mà mẹ của cái đệ đó cũng lại đảnh lễ Thích Minh Tuệ và khóc luôn. Chờ ông mà con trở thành một người tốt, chờ mở cửa quỷ dương xuống thế quý vị biết rồi, nó nguyện là sẽ phá Phật đời đời kiếp kiếp, nó cho con cháu nó xuống phá Phật đời đời kiếp kiếp quý vị cũng biết rồi. Nên quý vị đừng có làm con cháu của Ma Tăng mà làm con cháu của Phật Tăng mới đúng, để quý vị lãnh hội những cái giáo lý một của Đức Phật Đức Thầy truyền ra, để mình trở nên một công dân tốt, một cái người con hiếu thảo trong gia đình, một cái người ở địa phương mà được người ta kính mến. Nên quý vị hãy trở về nội tâm, đừng bài bác ông nữa mà tôi thấy quý vị có tội đó.